Hành Nguyễn xin chào tất cả các bác và anh em là những người đang có nhu cầu quan tâm và tìm hiểu về các đời vang số. Thì vang số hiện nay tại thị trường Việt Nam ấy, nó có rất nhiều hãng khác nhau, kiểu dáng, tên tuổi cũng như là hình thức khác nhau. Để lựa chọn một cái vang số theo đúng ý mình ấy thì vô cùng phức tạp và vất vả, đúng không các bác? Nhưng trong clip này, Hành Nguyễn lên sóng và giới thiệu đến các bác về một mã vang số mà bên em phải nói là làm rất nhiều các bác nhá, và làm liên tục trong suốt 7 năm vừa qua, và thành quả đem lại cũng như là quý khán giả đánh giá là một trong dòng vang phải nói có độ bền cao các bác nhá, âm thanh hay và đặc biệt về xử lý đường mic nó quá tuyệt vời luôn. Thì đây là một chiếc vang đến từ hãng DB Autotech và có model là D700, một dòng vang số mới tinh nhá, nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc đấy, chính hãng chính ngạch. Thì đây là một cái sản phẩm mà đã được nâng cấp nó rất nhiều lần rồi với nhá, không phải một lần mà có thể nói lần thứ 5, thứ 6 rồi chứ không ít với nhá. Thì khi nhập về thì nó sẽ đầy đủ các thông tin với nhá, một chiếc vang số đấy, nó có đầy đủ hộp chiếc này nhá, tất cả thông tin nó ghi rất rõ ràng ngay trên hộp luôn đấy. DB Autotech D700 và những phụ kiện đi kèm thì bao gồm một táp lô, đĩa chạy phần mềm nhá, một jack nguồn này đó, một jack chạy phần mềm để setup vang và một điều khiển để chỉnh to nhỏ tăng giảm rồi chọn mốt nhá, đấy là phụ kiện đi kèm. Còn về vang thì em đã bóc sẵn đây bác này. Đấy, một con vang này thiết kế phải nói là cực kỳ hoàn thiện luôn. Chiếc vang này ngoài tính năng chỉnh chuyên dụng máy tính ra ấy, thì chúng ta có thể chỉnh bằng tay thông qua các phím chức năng trên này bác nhá. Đây này. Đấy. Bác nhìn về phía trước của nó thì nó thiết kế phải nói là rất hài hòa, cân đối. Khi mà anh em mà có thể lắp đặt vào các cái thiết bị âm thanh khác. Có 3 lỗ mic phía trước này. Đấy. Và có một màn hình để hiển thị thông số nhạc, thông số mic, thông số của effect với nhá. Và có các phím chức năng để chúng ta chỉnh như là to nhỏ nhạc này, tăng giảm nhại, rồi là to nhỏ mic, tốt kỹ thuật với nhá. Lúc này chỉ có tác dụng khi anh em mà chỉnh bằng tay, tức là ví dụ chỉnh music, rồi chỉnh đường sub, chỉnh effect, chỉnh mic, chỉnh main. Đấy, cũng như lưu chương trình, gọi chương trình. Thì cái vang số này nó có 3 mốt đặt sẵn cho các bác ở bàn phím M1, M2, M3, các bác có thể setup 3 mốt này theo ý mình thích mốt nào mình gọi ra, và một lỗ chạy phần mềm. Thế toàn bộ cấu trúc của phía trước nhá. Còn phía trong con vang này thì phía sau con vang này như này. Đấy. Phía sau con vang này thì báo cáo bác ấy, nó sẽ kết nối được với các tín hiệu đầu vào, ví dụ như micro. Phải có 2 lỗ mic ở sau bác nhá. Rất tiện dụng để khi bác mà ghép những cái bộ mic không dây vào nó đẹp, bác nhá, không bị dây rước, nó không bị lồi ra ngoài. Và cổng vào nó thì nó chọn bác là 2 cổng AV này. Đấy, và một cổng quang. Quang học bác nhá. Cổng ra của nó thì bao gồm có cổng rec, tức là cho việc thu phát âm thanh bác nhá, ghi âm. Cổng left right, cổng center, cổng sub và 2 cổng số đâu. Chạy điện áp là 220V. Đấy. Một hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch. Và chiếc vang này độ bền rất cao nhá. Rất là cao. Công nghệ là đến từ Mỹ nhá. Và đây là tem để chúng ta có thể xác nhận hàng chính hãng, có thể cào mã ra một cái hoạt nhá. Thế là toàn bộ cái hình thức của con vang này. Thì chiếc vang này báo cáo bác ấy là sử dụng phần mềm rất là mạnh và phần cứng mạnh, có thể đáp ứng được tất cả các dòng loa tại Việt Nam, cũng như có thể bác có thể đi sự kiện, đi show với một con vang này là rất tuyệt vời với nhá. Thế về nội thất con này thì báo cáo như sau này. Con này chính là nó thuộc về dòng họ nhà X nhá, nó phát triển dựa trên nền tảng của X. Ví như là X3, X56, X3, X56 bây giờ thì nó hơi thấp rồi với nhá. Chip nó thấp rồi. Chip nó thấp cũng như là phần mềm nó hơi thấp, cho nên là khi mà vào những đôi loa mà nó đòi hỏi cái EQ đấy mà nhiều cần chỉnh thì nó sẽ
À, đời X3, X5, X6 thì nó ít quá nhé. Còn con này thì cái cần chỉnh nó rất là nhiều. Do vậy là setup sẽ được như ý của mình mới nhá. Về ruột nó gan đây thì nó sụng là bên màu xanh. Về khối nguồn mới nhá thì nó sụng hai bên áp, một là hình xuyến và hai hình vuông. Đấy. Khối nguồn đây, khối nguồn bao gồm có hai bên áp này và các con tụ lớn này để lọc nguồn. Cũng như là những đĩa chỉnh lưu nhá, để biến đổi điện AC thành điện DC mà thông qua các hệ thống lọc này để cấp điện cho bên chủ. Đấy, thì đây là khuôn nguồn, tất cả là khuôn nguồn mới nhá. Thì những cái dòng vang xịn nó đẹp ấy, thì anh em nhìn từ cái main này. Đấy. Từ cái linh kiện nó rất là rõ ràng, chi tiết, sắc nét và rất là khôn mới nhá, và tinh tế. Bên cạnh đó thì xử lý cho bác là một cái bo đen DSB đây. Đấy, con này chip rất cao nhá. Đấy, con này cao. Con này chạy là 21571 bác nhá. Đấy, 21571. Chip được nâng cấp rất nhiều so với bản trước đó. Để chip anh này. Thì bo chip này nhập khẩu tại Mỹ nhá. Một bang số thì nó là lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc, nhưng có những linh kiện mà buộc nó phải nhập khẩu của Mỹ, chứ không phải cái gì mà hãng cũng làm được bác nhá, không phải cái gì hãng làm được. Thì cái chip này nhập khẩu Mỹ nhá. Và đây là bo Trung Quốc. Đấy. Còn tất cả những con IC bé này là những IC khuếch đại tiếng đầu ra cho các ngõ là left right center súp rồi là sâu đau. Đấy nhá. Thì một mang xịn thì bác nhìn này, từ cái thiết kế, từ cái khung vỏ nó đã chắc chắn rồi nhá. Từ khung vỏ nó đã chắc chắn lắm rồi đúng không? Mạch mía của nó thì rất là xanh lét nhá, rất là đẹp. Và trên cái lớp mên này thì nó sẽ phủ một cái lớp keo kiểu chống ăn mòn mạch cũng như là han chân linh kiện bác nhá. Đấy, xong là trong này nó tích hợp cả IC thuật toán, IC giải mã luôn ở trong cái bên này. Thế con này nó chạy cả cổng quang anh em nhé. Thế nên nó sở hữu là cả giải mã DC luôn. Đấy, có thể từ quang biến thành tín hiệu analog. Và đây chính là cái khu vực mà cấp cho cái mạch mic làm việc, bao gồm có cả nguồn mic nhé và mạch trung ú. Đây là khu vực mic micro nhé, riêng biệt là micro. Đấy, khu vực xử lý âm thanh, khu này nó là trộn và xử lý tín hiệu âm thanh. Đấy, nguồn cung cấp. Thế nên chiếc vang phải nói là cái độ bền rất là cao nhé, gần như em bên em ấy lắp con vang này gần như chưa bao giờ phải bảo hành bác nhá, mà có bảo hành thì cực kỳ nhỏ, cái tỷ lệ nó quá thấp, quá nhỏ bác nhá. Do vậy ấy, là khi mà bác mà lắp đặt những con vang này an tâm tuyệt đối nhá. Công nghệ cao, phần mềm mạnh, chip cao, hình thức đẹp, thì vang số nó có lợi thế hay gì, tức là xử lý nhạc số nhá, nó rất sạch sẽ, chi tiết. Có thể là mình đi sâu vào từng cái điểm mạnh, điểm yếu của loa được thông qua con vang này, thông qua hệ thống can thiệp trên equalizer. Và đặc biệt gần như xử lý về dúzit nhá là hoàn hảo, nó đạt tới tỷ lệ nếu mà bác mà để loa mà nó cao một chút lên thì nó xử lý với độ dúzit là 100% nhá, còn thấp sát quá không nói. Còn nếu mà để mà tương đối một chút thì chúng ta xử lý là 100% về vấn đề ù rồi dúzit rồi quang tiếng nhá. Với con vang số này thì vang số được gọi là trái tim của một dàn hát, tức là nó có nhiệm vụ là kết nối toàn bộ tín hiệu đầu vào, bao gồm tín hiệu nhạc này đúng không, tín hiệu micro này, và nó sẽ xử lý và đưa ra các tín hiệu âm thanh sạch nhất xuống đẩy và có loa. Thì em nói là vang số bác là một trong thiết bị là nó là cái trung tâm để nó xử lý âm thanh, nhưng vang số thì nó không đơn giản lắm nhá, không đơn giản. Nếu như cái vang số ấy mà các bác mà chọn sai, đấy, chọn sai người nào, chọn sai người sáp thì cái vang số nó rất là tai hại. Đấy, bởi vì là vang số này mà khi các bác mà chỉnh ấy, thì nó không có chỗ để chỉnh mà rất khó so vang cơ. Thì vang số bác phải gì, một là bác phải xem người nào người ta bán cái dòng vang nào thường xuyên, ổn định, lâu năm thì người ta mới có kinh nghiệm bác nhá để mà làm nó. Ví dụ các mua dòng vang bãi, hôm nay anh em bán cái lô vang này, mai bán lô vang khác đúng không? Cho nên là cái người bán cũng chưa rõ về cái vấn đề mà sáp nó như nào, cũng như là cũng chưa hiểu rõ và nói như nào, thậm chí có phần mềm đúng không, thậm chí là không phần mềm. Cho nên là bác mua về thì cắm nó có lên nhạc mà nhá, alo nó có ra mic nhưng nó không hay, dẫn đến hiện tượng là nó sẽ xảy ra rất nhiều cái vấn đề về âm thanh trong quá trình chúng ta lắp ráp. Còn cái vang số như này là bên em đã trung thành rất lâu nhá, có thể có tầm 6-7 năm rồi, làm thường xuyên với nó, gần như ngày nào cũng làm với nó, cho nên là
rất thiểu về chiếc băng số. Đấy, cho nên là khi bác mua số bên em ấy là ăn chắc bác nhá, 100%. Bác có thể thông báo qua cái mic đối loa thì bên em sẽ có nhiệm vụ là setup cho các bác có nhiều chế độ khác nhau để về chúng ta chỉ việc dùng điều khiển để chọn cái mốt nào hợp lý cho các bác thôi. Thì đây là chiếc băng số mà em đã bán rất nhiều nhá. Chất lượng tốt bác nhá, độ bền cao và xử lý âm thanh thì cực kỳ hay. Ruột của nó thì rất là đầy và nhiều quá nhá. Rất nhiều và đầy. Đấy. Một chiếc vang số này thì em nghĩ là nó có hợp lý. Và để bởi lạc hậu quá nhá, lạc hậu. Cái vang ở để hậu thì bác phải dùng 15 nữa quá nhá, đến 15 năm sau nó vẫn chưa lạc hậu được với chiếc vang số này. Đây về tính chất quá nhá. Thì em nhắc đây lại, mua số bác phải mua đơn vị nào đó phải làm thường xuyên. Trên một dòng thôi bác nhá. Thì sẽ có rất nhiều cái file hay để có thể cung cấp cho bác sau này. Còn bác mua dòng vang cũ, vang bãi thì có thể mua xong thời gian chán mất đi bác nhá, không làm lại nữa. Tại vì đấy là em muốn chia sẻ vậy để mà lựa chọn băng số thì hoàn toàn nó sẽ không đơn giản như trên băng cơ. Thế em mời bác nghe một chút nhạc quá nhá, em lắp sẵn nào. Em này. Đấy, lắp sẵn bác khoe của nghe. Hay nào. Đấy. Đây này vang quá nhá. Rất trong tiếng. Rất trong quá nhá. Mới tinh luôn hộp anh nhá. Hàng chính hãng. Cái mic con này thì cực kỳ là cao sáng luôn nhá. Cực kỳ cao sáng và trong vắt luôn. Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy. Một, hai. Rất là bay, rất là nhạy nhá, ấm trầm. 1 2. Bác nghe cái tiếng mic này, tiếng nhạc này nhá, rất trong trẻo. Thì đây là một con vang số đáng để chơi, đáng để hát và đáng để dùng nhá. Kể cả anh em làm sự kiện ok. Mọi thông tin mua sắm, bác liên hệ với em số máy 0936 583 110. Đấy, em lắp nhiều quá nhá, rất nhiều rồi. Đấy, cho nên là hôm nay làm một clip riêng để giới thiệu thôi. Thế còn là em bán này thì có thể rất lâu quá nhá, nhưng hôm nay mới làm. Đấy, hôm nay có thời gian để em làm chi tiết một chút để bác có xem được toàn bộ cái nội thất cũng như là cái độ mạnh con vang này như nào. Em chào bác nhá.